Hello, tất cả Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chữ nhập trong series về phát triển từ vựng tiếng Trung. Nhập trong tiếng Trung chúng ta phát âm là ju 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 u, ru thành bốn nhé, Ju. Từ nhập thì ít thấy âm hán Việt là nhập nhưng mà chúng ta cũng sử dụng hàng ngày rất là nhiều cho nên chúng ta cũng sẽ dễ hiểu nghĩa là tiến vào đi vào nhập nó ngược lại với từ xuất nghĩa là đi ra xuất chúng ta có một vài từ ghép như ru khẩu ru khẩu ru mấn ru mấn ru xuế ru xuế thấu ru Thấu ru Gia ru Gia ru Chị ru Chị ru Sâu ru Sâu ru Chú sân ru sử Chú sân ru sử Tiếp theo chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ ghép vừa rồi Ru khẩu Nhập khẩu Nhưng mà trong từ này thì chúng ta sẽ không hiểu như là nhập khẩu hàng hóa Bởi vì là với từ nhập khẩu hay xuất khẩu Thì chúng ta sẽ dùng từ khác Ví dụ như là nhập khẩu Thì chúng ta sẽ dùng từ Chin khẩu Tiến khẩu Chin khẩu Còn ru khẩu thì sẽ sử dụng Chúng ta sẽ hiểu đó chính là Lối vào hoặc là cửa vào Cung viên. ru khẩu chai <laughs> bảy miệng khẩu chai nán miệng Lối vào của công viên Ở Bảy miền Nghĩa là Ở mặt phía bắc Xu khẩu cho nán miền Xuất khẩu Nghĩa là Lối ra Lối ra ở Phía Phía nam du mấn du mấn Nhập môn Vỡ lòng Xế y mấn sầu y nhập môn một môn kỹ thuật không khó, khó ở chỗ là học cho đến giỏi. y mấn xấu thủ nghệ nghĩa là một môn kỹ thuật, hoặc là chúng ta cũng thể hiểu là một môn kỹ năng. nán, nghĩa là lúc mới bắt đầu học ấy thì không có khó vinh pu nán nán tự khó là ở ở đây có một câu thành ngữ là sân tháng ru sư sân tháng ru sư từ này âm hán việt nghĩa là thăng đường nhập thất nhưng mà từ này chúng ta sẽ hiểu đó chính là chúng ta học một cái môn kỹ kỹ thuật nào đó một môn kỹ nghệ nào đó học cho đến thật là xuất sắc học cho đến thật là giỏi đó, thì chúng ta sẽ dùng từ này. họ học từ thấp đến cao, từ nông đến sâu, tiến dần từng bước. Ru xuế, ru xuế nhập học. Từ này nghĩa là đến trường. Cũng, chúng ta cũng dùng từ nhập học khá là nhiều đúng không? Tha can ru xuế, chiêu che vào lợ, xuế xeo tợ, si chi sơ thoán Cậu ấy mới nhập học đã tham gia vào câu lạc bộ hí kịch của nhà trường. Đây có từ sơ thoán, xã đoàn, đoàn thể xã hội. Chúng ta cũng có thể dịch là câu lạc bộ nếu mà ở trong một phạm vi của một trường học. Thấu rượu, thấu rượu, đầu nhập. Từ này có nghĩa là đầu tư vốn. Thấu rượu. Của cải sản quốc gia đầu tư một lượng tiền lớn để cải thiện điều kiện của nhà trường- tư Chi chin. này là kim này nghĩa là tiền cho từ chi chén ấy, kim tiền Chư, ở đây là chúng ta sẽ hiểu nó chính là tiền vốn họ tiền các bạn đi làm công ấy, thì có một từ là công chư ấy, Nghĩa là tiền công đó, công chư Chà rụ, chà rụ, gia nhập Thêm vào Quê là toàn liên sân của chế tinh chà rụ uyên tung sơ thoán Ở đây có Toàn liên sân thủy nghĩa là rèn luyện thân thể để rèn luyện thân thể tôi quyết định tham gia vào câu lạc bộ vận động uyên tung sơ thoán chin ru chin ru tiến nhập nghĩa là đi vào nó giống với cái từ chúng ta vừa mới học đó chính là từ ru khẩu à, khẩu chin ru công trạng sứ chin chu sư nỉ tật công chúa trọng khi đi vào công trường yêu cầu xuất trình thẻ công tác ở đây có chu sư chu sư chu là xuất sư là thị chu sư là xuất thị từ này chúng ta sẽ hiểu là trình giấy tờ hoặc là trình giấy chứng nhận cung chùa trưởng cung chùa trưởng nghĩa là thẻ công việc thẻ công tác sâu rượu Sâu ru, Thu nhập Tha ý cơ sâu ru Yêu ràng rấn Thu nhập của một mình anh ý Phải nuôi cả một gia đình Yêu rằng ý cha rấn Chu sân ru sử Chu sân sử Xuất sinh nhập tử Thì trong tiếng Việt chúng ta lại có một câu Thành ngữ khác đó chính là vào sinh ra tử Đó chờ Chu sân du sử tật sư Chơi sân mừng sử tật Đây là nơi vào sinh ra tử Không phải là nơi Mơ mơ màng màng Ở đây chúng ta có hai câu thành ngữ Câu thành ngữ đầu tiên là Chu sân du sử Nghĩa là vào sinh ra tử Và câu thánh ngữ ngược lại đó là Chơi sân mừng sử Tùy sinh mộng tử Nghĩa là sống mơ mơ màng màng mơ mơ màng màng như người say rượu đó thì chúng ta sẽ dùng chơi sân mừng sự như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua một số từ vựng ghép với chữ nhập rượu chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo xin chào tạm biệt